Ô Giàng ơi, ô buôn làng ơi, núi rừng ơi, con thú ơi, dòng suối ơi, tao xuống phố huyện đi làm giàu đây. Nghị ơi nhớ chờ tao, ngoan ở nhà đừng ăn là ngon nghe chưa. Tao mới ở trên bán là tao xuống phố để làm tí phú, chứ ở trên sực xây thành con thú. Vì xe này tao cũng nghe nó có rất nhiều thằng là tí phú, nên vì thế nhà tao đã bán đi hai con trâu để tao xuống phố. Lý yên tâm mà không có lỗ à, đã tìm đúng chỗ à. Thằng cu lẻ nó làm ở đây chưa đầy 1 tháng nó có ô tô à. Công việc chỉ là xách cái xô rồi đến cuối tháng mình lính euro à. Nam yên tâm đi, Lý sẽ có xe Camry, rồi Lý sẽ được đến một nơi không phải làm gì chỉ ăn với trời. Sao mày nói đến đây chỉ ăn vào đêm tiền? Tại Lý ngủ chứ làm gì có việc chỉ ăn vào đêm tiền quá đi à. Ô Giàng ơi bị khựa lừa rồi mà. Nào nào mình cùng lại đây bên nhau, xách xô bác xì ta cùng xây nhà lầu. Nào nào thằng này lại đây nhanh lên, chưa xong tôi lại ngủ cho Lý ngủ gầm mà cầu à. Quăng tao cái xô, quăng tao cái xô, quăng tao cái xô, ta đi làm phú hồ. Quăng tao cái xô, quăng tao cái xô, quăng tao cái xô, ta đi làm phú hồ. Cuộc đời ta giờ đây chỉ toàn là sắt với xì, cùng vì xưa chẳng lo học chi là chỉ thích chơi. Sạch là sạch là sạch là sạch là gãy hết lưng. Thôi làm đi còn dám lên tiếng thì ngô đập bơ đầu à. Làm phú hồ chẳng có mấy khi được sướng đâu, làm phù hộ giờ mấy anh em mình giống nhau. Thôi chờ đến cuối tháng anh em mình lĩnh lương, đến ngày lương chắc chắn anh em mình xóa luôn. Hôm nay là mùng mấy sao chưa được lĩnh lương, thân chả khô gầy hèo thì gá bọc lấy sướng. Bao anh em gần chết sao ông chẳng thấy thương, lại mấy thằng danh còn chưa làm xong đòi lương làm chi máu cú. Nào nào mình cùng lại đây bên nhau, xách xô bác sĩ ta cùng xây nhà lầu. Nào nào thằng này lại đây nhanh nhả lên, chưa xong tối nay ông ngủ cho Lý ngủ gầm câu à. Quăng tao cái xô, quăng tao cái xô, quăng tao cái xô, ta đi làm phú hồ. Quăng tao cái bày, quăng tao ít xì, quăng tao cái xô, ta đi làm phú hồ. Ta lại bên nhau, xách xô vác xì, mong sao cho ngày mai có lương gửi về nhà. Cuộc đời như rửa khí mốt thì mời đủ, làm con cuột không thiếu việc gì, cuối tháng lĩnh lương được mấy cu. Năm trời tán gái làm quen lúc mấy chục em, vậy mà thấy mình xách xô nó đếch chịu quen. Nhìn người như thế làm sao mà quen, tiền thì không có mà cũng đòi quen. Thôi cầm lấy mà đi ăn xôi, đừng có đứng đó mà lôi thôi. Ô hay con này láo, sao khinh thường các anh. Thôi thôi anh bình tĩnh, bỏ quá thì tốt hơn. Nhưng mà con này láo, dám khinh thường chúng tao. Này anh em ơi quan tâm làm chi bọn gái giờ đây chỉ thích. Nào nào mình cùng lại đây bên nhau, xách xô bác sĩ ta cùng xây nhà lầu. Nào nào mình cùng lại đây bên nhau, mong cho đến Tết lính lương khi về nhà. Quả 30 sai, quả 30 sai, tóc tai vứt keo tao đẹp dài lầm lồ. Nhìn vào tao này, em đã thấy chưa, khi xưa cứ kiều bây giờ tao cũng chẳng thèm. Anh đã đẹp trai, anh đã đẹp trai, nhưng anh không quên mình là trai phụ hồ. Anh đã đẹp trai, anh ơi đánh lô, lô cái tóc ta đi, tao còn mang tiền về nhà. Ô thằng An Nam này chỉ bị lừa một lần thôi mà, giờ tao khôn rồi, tao về buôn làng thôi, về với núi rừng thôi, mế ơi đón tao về mà. Quả 30 sai, quả 30 sai, tóc tai vứt keo tao đẹp dài lầm lồ. Nhìn vào tao này, em đã thấy chưa, khi xưa cứ kiều bây giờ tao cũng chẳng thèm. Anh đã đẹp trai, anh đã đẹp trai, nhưng anh không quên mình là trai phụ hồ. Anh đã đẹp trai, anh ơi đánh lô, lô cái tóc ta đi, tao còn mang tiền về.